Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời và sẽ bị giết chết. Chúng ta có thể thấy được sự ngỡ ngàng của các môn đệ Đức Giêsu trước lời tiên báo này. Có lẽ các ông cũng phân vân tự hỏi: Không biết rồi, Thầy sẽ dẫn chúng ta tới đâu đây? Chúng ta có thể nhắm mắt đưa chân liều lĩnh đi theo Ngài mãi được không? Giữa lúc mọi người đang thán phục về việc Chúa Giêsu làm, một phép lạ chữa một em bé bị quỷ ám. Giữa lúc mọi người đang chờ đợi một điều phi thường hơn nữa, thì Chúa Giêsu lại tuyên bố: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời và sẽ bị giết chết. Thánh Luca đã trình bày cuộc đời của Đấng Cứu Thế như một cuộc hành trình tiến về Jerusalem, mà ở đích điểm là cái chết trên thập giá. Chết là điều tất yếu của thân phận con người. Đã hóa thân làm người, Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi định luật đó. Thế nhưng ở đây, khi loan báo về cái chết, Chúa Giêsu muốn nối kết cái chết đó với sứ mạng của Ngài. Sứ mạng của Ngài chỉ được thực hiện bằng con đường thập giá và cái chết. Người ta chống đối Ngài, người ta giết Ngài, bởi vì cuộc sống, việc làm, lời rao giảng của Ngài là một tố cáo tội ác. Ngài bị chống đối cho đến cùng, bởi vì cuộc sống và sứ mạng của Ngài là một cuộc hành trình đi ngược dòng đời. Người tín hữu Kitô cũng vậy. Muốn làm môn đệ Đức Kitô, chúng ta cũng không thể tránh khỏi số phận ấy, là chứng nhân của một đấng đã đi ngược dòng đời. Chúng ta cũng không thể tránh được những chống đối. Cái chết âm thầm, cái chết trong từng giây phút, khi phải chiến đấu chống lại cách sống gian dối, mánh mung, xảo trá. Đó là con đường tất yếu của người môn đệ Đức Giêsu. Có chết như vậy, chúng ta mới biết rằng chúng ta đang đi đúng con đường của Đức Kitô. Đó là con đường dẫn tới sự sống đích thực.